Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập huyện, 1 tháng 6 1983, 1 tháng 6 2022, sáng nay huyện Hàm Thuận Nam phối hợp tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh núi Tà Cú lần thứ 13 năm 2022. Giải đua xe đạp vòng quanh núi Tà Cú năm nay quy tụ 110 vận động viên trong tỉnh tham gia ở đường đua dài hơn 40 km, đi qua 4 xã thị trấn gồm Thuận Nam, Tân Thuận, Tân Thành và Thuận Quý. Ban tổ chức giải chuẩn bị kỹ từ trước nên mỗi km đường đua đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. Giải đấu thu hút đông đảo người dân địa phương đón xem cổ vũ nhiệt tình. Thấy nói chung là vui, cực tính, quá vui. Hơn 100 vận động viên của hai hệ phong trào và mở rộng đã thi đấu đầy quyết tâm, tạo sự kịch tính, cạnh tranh, mang tính chất chuyên môn cao, góp phần tạo nên thành công của giải đấu. Thật sự rất là may mắn khi mà hôm nay em có thể giành chiến thắng ngày hôm nay. Thì trong quá trình tập luyện của em thì em cũng đã nỗ lực rất là nhiều và cộng với lại chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện. Giải đua không chỉ là sự kiện lớn chào mừng ngày thành lập huyện mà còn góp phần quảng bá kích cầu ngành du lịch tại địa phương. Qua giải này thì huyện muốn quảng bá hình ảnh của huyện Hàm Thuận Nam có những cái danh lam thắng cảnh và những cái điểm du lịch phát triển trên địa bàn toàn huyện đến các địa bàn, các huyện bạn cũng như là các tỉnh bạn về du lịch của huyện ngày một phát triển. Để nâng tầm giải đua xe đạp vòng quanh núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết sẽ luôn phối hợp hỗ trợ nhiều mặt về chuyên môn để cùng địa phương làm tốt hơn, quy mô hơn về giải thể thao truyền thống có ý nghĩa quan trọng này của huyện. Qua từng năm thì chúng tôi thấy rằng cái chất lượng và cái quy mô của giải đã được nâng lên. Năm nay thì Ủy ban nhân dân huyện có mời các cái địa phương bạn tham gia. Vì vậy là số lượng vận động viên tham gia rất là đông, tạo được cái khí thế thi đua hết sức là sôi nổi. Sau gần một giờ thi đấu hấp dẫn, quyết liệt, ban tổ chức đã trao thưởng những gương mặt đơn vị xuất sắc nhất của giải đua xe đạp. Cụ thể, vận động viên Trương Thanh Sang, thị xã La Di đã giành ngôi vô địch hệ mở rộng. Vận động viên Trần Văn Du, xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam đoạt giải nhất hệ phong trào. Hai đơn vị là thành phố Phan Thiết và xã Hàm Cường xuất sắc giành giải nhất đồng đội nam hệ mở rộng và hệ phong trào.